là ốm có gì đâu. Mà ăn bảo chẳng có gì ăn. Chẳng ăn gì. Bảo chẳng muốn mua thức ăn, có mua được. Mà mua đồ ăn, có mua được sao. Quanh tí là tối rồi. Cái này em mang mấy phạt cho em. Phạt nó bay nó lát hết. Phạt cho nó rừng rút trong nó phạt nó bay hết nó lát tuyết rồi chứ. Nó có thành, có phải lưu bác cắt đâu mà nó thành ấy. Như chủ này đội đi nước ngoài không lại với nó được. Làm nó ở nhà nó làm được mấy trăm này là làm sao nước ngoài lại được. Bỏ năm ngoái nó đi bưởi nó kiếm, IBK nó kiếm tiền trăm. Vâng, năm nào nó hơn trăm. Năm nào nó chả kiếm hơn trăm.